Ok, hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về FIFA Ultimate Team 15. Để có phần chi tiết hơn thì Tâm xin được chia cái phần hướng dẫn này thành vài phần khác nhau để chúng ta có thể có được cái gọi là sâu sắc hơn. Tại vì nếu mà trong một video mà Tâm có thể làm hết được tất cả thì chắc là không. Thế nên là Tâm sẽ chia ra nhiều phần nhỏ. Đầu tiên lần này Tâm sẽ hướng dẫn cho cái phần này đó là về cái đội hình. Trong cái đội hình của chúng ta thì bất kỳ các bạn nào đá thì cũng phải có một cái đội hình nhất định. Có thể là các bạn sẽ sử dụng một cái đội hình nào đó theo mình thích. Đối với Tâm thì Tâm thích cái đội hình như thế này. Mình lưu ý một điều nữa là bất kỳ ai mới vào chơi hay là đã chơi chuyên nghiệp rồi á thì cũng hơi biết một điều là khi mà đã chọn một đội hình thì cầu thủ cũng phải thích hợp với đội hình đó. Ví dụ như ST sẽ phải đứng ở vị trí của ST và những vị trí khác cũng tương tự như vậy. Nếu như một cầu thủ mà bạn yêu thích mà mua về mà không phải cái vị trí đó thì bạn có thể kiếm một cái item chuyển đổi nó thành một cầu thủ ở như vậy. Nhưng với một cái logic đó là ví dụ như tiền đạo bạn có thể cho nó vào trung tâm. Ví dụ như Higuain mình có thể cho nó vào ở chỗ của Tevez được bằng cách là sử dụng cái thẻ chuyển đổi nó thành một cầu thủ. Cái phần đó thì các bạn có thể comment ở bên dưới nếu như cần thì Tâm sẽ hướng dẫn. Nhưng nếu Tâm mà có thể Tâm Tâm hướng dẫn luôn thì mất thời gian lắm, cho nên là nếu các bạn có gặp vấn đề như vậy thì hãy comment bên dưới, Tâm có thời gian Tâm sẽ trả lời. Thì cho nên là bạn hãy phải kiếm cái cầu thủ nào đó phù hợp với cái đội hình của bạn đã chọn. Một phần phần thứ hai này nghĩa là cầu thủ đó là phải hợp với nhau, nghĩa là cái sự tương đồng cũng như cái sự vừa ý với nhau là phải tuyệt đối, tại vì sự ăn ý với nhau rất là quan trọng cho một đội bóng, đúng không? Các bạn nhìn trên cái đội hình của Tâm này có những viền màu xanh, có những viền màu cam và có những viền màu đỏ. Ở đây những viền màu xanh nghĩa là họ rất là tương đồng với nhau, họ rất ăn ý với nhau. Tại vì họ có thể cùng quốc tịch hoặc là cùng giải đấu hoặc là cùng một đội bóng. Còn những cái viền màu vàng nghĩa là họ họ cũng ăn ý nhưng mà với một tỷ lệ thấp hơn màu xanh một chút xíu, nghĩa là họ có thể là cùng quốc tịch cùng giải đấu nhưng mà cùng khác đội, cho nên là cái điều mà họ ăn ý với nhau sẽ được giảm sút đi nhiều hơn là những cái cầu thủ mà cùng giải đấu cùng quốc tịch. Và những cái viền màu đỏ nghĩa là cái viền này họ đá ở một cái giải khác nhau và cả quốc tịch cũng khác nhau, đó là điều đơn giản. Còn bạn thấy một cái đôi giày màu xanh ở dưới chân của cầu thủ đó nghĩa là cái vị trí của nó đứng chính xác giống như Tâm đã nói lúc đầu đó, nghĩa là cầu thủ đó sẽ xứng sẽ hợp với vị trí nào khi mà các bạn mua về đúng vị trí đó thì đôi giày ở phía dưới sẽ màu xanh, còn nếu như bạn mua về mà sai vị trí nó sẽ màu đỏ hoặc là vị trí đó nó họ có thể đá họ sẽ thì đôi giày họ sẽ màu cam, đơn giản là như vậy. Tiếp theo chúng ta nói về cái chỉ số. Phần này chúng ta không nói đến, đây là những cái phần chỉ số mà chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều trong game. Thứ nhất cái phần con ở phía trên mà cái chữ chữ con nhỏ ở phía trên đấy, nó là contract, nghĩa là cái hợp đồng của cầu thủ đó đá với chúng ta. Nếu như cầu thủ đó hết hợp đồng thì bạn nên ra transfer để mua về một số hợp đồng hoặc là có thể mở một số những cái thẻ khác á, mà có thể mua một cái thẻ như thẻ 7.500 con đó để có thể kiếm ra những cái thẻ hợp đồng. Nhưng mà đó theo với mình thì những ai mà không mở thẻ thì tốt nhất là nên vào transfer và mua những cái thẻ khoảng từ 1.000 đổ xuống 1.000 con đấy. Còn với và sau khi mà mua xong thì các bạn sử dụng bằng cách là nhấn vào cái cầu thủ mà thiếu đó đấy, nó sẽ hiện là một cái bảng như vậy. Bạn sẽ chọn vào cái phần cuối cùng này, cái phần mà có cái dấu cộng trên một cái tấm thẻ đó, chọn vào đấy. Thì khi chọn xong đó, bạn sẽ thấy có rất nhiều có 6 bảng tên nhìn phát cái chữ contract này, đây là một cái hợp đồng. Sau khi mà mình mới chọn được cái hợp đồng đó thì cho nó ăn giống như là bình thường thôi, mình bấm chọn chữ apply ở phía dưới này nè, không để sử dụng cho cầu thủ này thì cái gia hạn hợp đồng sẽ được kéo dài hơn.
thì cầu thủ đó có thể đá cho chúng ta. Một phần nữa, ví dụ như cầu thủ của chúng ta gặp một vài chấn thương, thì mong các bạn là khi mà cầu thủ chúng ta bị chấn thương thì chúng ta vẫn bấm vào cầu thủ đó và chọn cái phần cuối cùng như tao đã nói lúc nãy. Tiếp theo đó là nó sẽ hiện một cái bảng, bảng này không có, nhưng mà nếu như có thì sẽ có một cái băng cá nhân ở phía dưới này. Cho nên là cầu thủ của mình, của Tâm thì vẫn chưa bị, cho nên là vẫn chưa có cái băng cá nhân đó. Nhưng mà khi mà cái cầu thủ nó bị thì bạn bấm y như Tâm đã nói và sẽ hiện ra một cái băng cá nhân, bạn nhấp vào. Nếu như không có thì các bạn vẫn ra transfer mà mua, đó là chuyện rất là bình thường. Cái thứ hai đó là fit, cái hàng thứ hai mà thấy chữ fit, fit ở đây nghĩa là thể lực của nó, fitness. Nếu như cầu thủ này mà có cái fitness mà dưới khoảng 60 hoặc 70 thì tất cả chỉ số của họ sẽ bị giảm sút, nghĩa là họ chạy chậm hơn, sút tệ hơn một chút và kỹ thuật cũng giảm đi nhiều. Đó là đơn giản, giống như các bạn bệnh hoặc là các bạn mệt thì rất là khó khăn trong việc mà các bạn thi đấu đúng không? Cho nên là bạn vẫn bấm vào cầu thủ đó. Ví dụ như cầu thủ đó có lực, mình sẽ chọn một số cầu thủ phía dưới này. Ai cũng có lực hết trơn thì Tâm sẽ ví dụ đi, sẽ chọn vào Kim. Tâm vẫn bấm vào trục phía dưới cuối cùng, sẽ hiện ra một bảng sẽ có trục fitness, có cục tạ này, nhấn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái thẻ sức khỏe cho cái cầu thủ đó. Đây có hai loại thẻ, một thẻ cho toàn đội và một thẻ cho riêng từng người, như là bạn thấy chữ SWAT fitness, như là tất cả đó. Cả đội hình là sẽ được hưởng cái phần ấy này, còn bình thường thì họ sẽ là play fitness, rất là bình thường. Nó sử dụng cho cái cầu thủ mà nó bị yếu thể lực, nó sẽ chọn vào nút sử dụng cái phía dưới hết đấy, chứ play phía dưới đấy. Sau một phần nữa nhé, tiếp theo tôi sẽ nói đến phần chim. Ở phía dưới này có chữ CHM đấy. Tâm không giỏi tiếng Anh cho lắm, cho nên là những cái gì sai sót thì các bạn thử lỗi dùm cho. Phía dưới này nó cái phần đó là đơn giản, đó là họ và ăn ý lẫn nhau. Ví dụ như cầu thủ này khác quốc tịch với nhau, họ sẽ thấy là một cầu thủ Tâm nó khác bệnh, nên là inside là quốc tịch khác với nhau và cả cái loại đá bóng cũng khác với nhau, cho nên là cái phần họ ăn ý với nhau rất là ít. Họ sẽ có 7, những cầu thủ khác nó chêm nhờ cho nhau nhiều, cho nên là sự ăn ý của họ có thể là 10 hoặc 7 hoặc 8 tùy theo cái cầu thủ ở đá chúng tập nào như thế nào. Rồi nhưng tiếp theo là chúng ta nói đến cái ông huấn luyện viên. Nhìn như ta cần một huấn luyện viên thì chúng ta đối với Tâm thì đơn giản thôi, chọn một cái huấn luyện viên nào mà có một cái danh hiệu cũng như là một cái huấn luyện viên mà đó sẽ dạy đó một cách là tốt nhất. Thì ví dụ như đa số cầu thủ của các bạn là sẽ là cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh, thì bạn nên chọn một huấn luyện viên ở giải Ngoại hạng Anh thì sẽ tốt hơn. Và ví dụ như bạn có nhiều cầu thủ ở La Liga thì bạn nên chọn một huấn luyện viên ở La Liga. Tương tự như vậy, nếu mà cầu thủ của bạn có nhiều nhiều cầu thủ có quốc tịch Bồ Đào Nha thì bạn cũng nên chọn một huấn luyện viên của Bồ Đào Nha. Đối với Tâm thì Jose Mourinho thì Tâm chỉ để, Tâm chỉ thích ông ta, cho nên là Tâm để thôi chứ không có vấn đề hay là như thế nào cả. Đối với Tâm nó chỉ là đơn giản như vậy. Tiếp theo Tâm chỉ kỹ hơn về cái phần chỉ số của một cầu thủ, thì ta sẽ nhấp vào cái cầu thủ đó, nó sẽ hiện lên 4 bảng. Bạn chọn vào cái phần play bio, cái phần thứ ba có cái hình đầu người và 3 gạch ngang đấy, nhưng mà đấy nó sẽ hiện ra một cái bảng, đây là thành tích cũng như giá mình đã từng mua và cầu thủ này đá cho loại nào. Như bên phải chúng ta thấy nè, cái tên là Cevet không, đá cho Boca Juniors và giải của Argentina, quốc tịch là Argentina. Đó cái phần, một cái số phần ở phía dưới này là chúng ta bấm vào cái nút cái phần design bên này này, phần design nhé, bấm vào phần design mình sẽ thấy một cái số bảng khác nữa. Speed ở đây nghĩa là tốc độ, ở trên hết này nó sẽ là tốc độ của CBS hiện giờ là 92. Shooting ở đây là bắn đấy, nghĩa là cầu thủ sẽ shoot. Phần này là 94, kỹ số khá là max. Passing là cái phần truyền bóng,
nhưng cũng phải biết nắm rõ như thế này khi mà mua cầu thủ rất là quan trọng, dribbling là cách xử lý cũng như là kỹ thuật của cầu thủ đó. Nhớ kỹ điều này, dribbling là nó về kỹ sự phòng thủ, nghĩa là có thể chạy xuống một cách nhanh chóng hoặc là phòng thủ khi mà bóng mất. Physical, thường physical này đối với tâm nghĩa là cường đánh đầu, đối với CVS này có số chỉ số đánh đầu khá là cao. Trong cái kênh của EA Sports thì nó có thể nó có nói kèm theo một câu nữa là physical này có kèm theo một, nghĩa là có hai tính năng, nghĩa là thứ nhất là cái đánh đầu, thứ hai nữa là các cái càng lực, nghĩa là lực của cầu thủ đó có thể càng bóng như thế nào tốt nhất. Nó như vậy thì đối với tâm thì nó chính xác là như vậy, tại vì tâm để ý là có những cầu thủ có sự physical này càng cao thì lực càng và đánh đầu rất tốt. Và cuối cùng là fitness, cái fitness là cái fit mà nãy tâm nó hướng dẫn các bạn cho cầu thủ đang đó, như là cái sức khỏe. Còn cái phần bên tay phải bên cùng nghĩa là wrist foot này hay là skill more này không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng nếu có như số bạn thôi, chỉ yếu là người đó chơi cái kỹ thuật thì sẽ cần cái điều này hơn. Và là những là những chỉ số khác thì không quan trọng lắm, như là yellow card là bị teo vàng hay teo đỏ cũng không quan trọng. Cái quan trọng là cái phần bên tay trái chúng ta đang nói đây nhé. Và bạn không cần phải nhấp vào bất kỳ cái nút gì bên này cả, chỉ là cái nút sang view ở phía dưới này là bạn có thể cần bấm để biết cái chỉ số thôi. Còn lại cái hai cái nút ở phía trên này thì bạn khỏi phải nhấn vào, tại vì nó sẽ không không may chả có gì trong đó cả. Đơn giản là mình có thể sắp xếp đội hình theo cái cầu thủ mà bạn đang có. Còn hai cái phần này là cái phần quan trọng là bạn nhìn vào đó mà đánh giá đội bóng của mình. Rating là sức mạnh của đội bóng mình có thể đạt được bao nhiêu, là 92, nghĩa là được số cộng dồn và chia lại trung bình của mỗi cầu thủ, giống như là chỉ số của Higuain là nhìn ở trên hết chúng ta thấy số 100 đúng không? Và đây nhìn CVS thì là số 91, Dybala thì là 95, sẽ cộng dồn và chia đôi cho những cầu thủ và trên họ lấy cái chỉ số trung bình là cái số rating. Còn James Stride chọn cái chỉ số là cái sự ăn ý với nhau, càng ăn ý chỉ số này càng cao. Như phần đầu tiên về cái phần về video hướng dẫn chi tiết về FIFA Ultimate 15 đến đây xin tạm dừng. Mình sẽ đến với các bạn với những video khác. Video này sau có thể nói đến cách các bạn giải đấu cũng như là đăng ký các giải đấu để các bạn thi đấu, tại vì có nhiều bạn không biết đăng ký giải đấu mà để đấu, cho nên là cái phần này cũng khá là quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào phần tiếp theo của series FIFA Ultimate Team 15. Hãy comment và like cho dùm Tâm. Đối với Tâm thì cái video này Tâm làm ra đơn giản, nó chỉ là muốn hướng dẫn một số bạn đam mê bóng đá, đơn giản là như vậy, chứ không phải là muốn có cái sự gọi là nổi tiếng hay như thế nào. Với Tâm nó là một cái gì cống hiến, Tâm muốn giúp những bạn đã từng giống như Tâm là không biết gì về nó nhưng mà vẫn đam mê nó, tìm tòi nó và sẽ biết về nó sau khi mà các bạn xem video này. Mong rằng các bạn like và subscribe, và hãy comment ở phía dưới. Tâm rất cần những sự comment để Tâm có thể thay đổi cũng như cố gắng cải thiện hơn, cũng như là sẽ có thời gian rảnh Tâm sẽ trả lời những câu hỏi các bạn đặt ra. Bạn đừng ngại để comment ở phía dưới. Tâm rất cảm ơn những ai thấu hiểu và chia sẻ với Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.